Và bây giờ xin mọi người cùng lắng lòng lại, cùng thinh lặng lại với một người suốt đời, có lẽ cả đời anh mang tiếng cười đến cho người. Nhưng hôm nay anh đến đây muốn mọi người không cười nữa mà lắng lòng lại để cảm nhận được lòng Chúa xót thương như thế nào. Chỉ trong thinh lặng người ta mới nghe được tiếng của tình yêu, tiếng của lòng xót thương. Xin mời danh hài Chí Tài. Dạ, con xin kính chào Trà Long và xin trân trọng kính chào tất cả giáo dân đang có mặt tại giáo điểm Tin Mừng. Thưa anh, mọi lần thấy anh thì người ta cười. Hôm nay thấy anh, người ta muốn được anh dìm họ vào đại dương lòng Chúa thương xót trong cái thinh lặng. Anh có thể vừa hát vừa đàn một bài nào đó để đưa mọi người vào trong đại dương lòng Chúa thương xót được không? Dạ, kính thưa tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Lần trước thì Cha Long có yêu cầu Chí Tài hát một bài thánh ca, nhưng mà lúc đó là tại vì không có chuẩn bị, cho nên Tài mới hát một cái bài nhạc ở ngoài, Con quỳ lạy Chúa trên trời. Và có hứa với cha và tất cả mọi người rằng một ngày nào đó Chí Tài sẽ trở lại đây và sẽ hát một bài hát thánh ca. Và hôm nay Tài sẽ hát một bài hát của Linh Mục Trần Tuấn mà Tài rất là thích. Đó là bài tên rất là dài, Lặng. Dài không? Lặng, một chữ một thôi. Dạ. Cái tựa thì có một chữ, nhưng mà trong cái lời trong bài hát thì bây giờ con học tới bây giờ vẫn chưa thuộc. Thầy bác con xin phép con để cái tờ giấy con liếc liếc, chứ thầy hát sai lời Linh Mục Trần Tuấn không thích. Dạ, bây giờ cha cho con chuẩn bị đeo cái đờn lên. Dạ. Vâng, thưa anh chị em, có một người qua đời đến trước tòa thánh Phêrô. Thánh Phêrô mở sổ ra hỏi: con đã làm gì? Có đọc kinh không? Không. Có đi lễ không? Không. Có cầu nguyện lòng Chúa thương xót không? Rồi hỏi cái gì cũng không hết. Thánh Phêrô cũng muốn cho vào vì muốn thể hiện lòng thương xót của Chúa, nhưng không cách nào để mà cho anh ta vào thiên đàng được. Thánh Phêrô bảo: thôi, không cách nào khác, mời anh ra khỏi thiên đàng. Anh ta buồn quá, cả đời anh ta chẳng làm được cái diện gì cả để mà đáng được vào nước trời. Bỗng anh ta gặp Chúa Giêsu đi ngược đường. Chúa Giêsu đi dạo buổi chiều đó, buổi chiều ngày 31 tháng 5 năm 2019 tại giáo điểm Tin Mừng. Chúa Giêsu đi dạo từ ngoài bãi rác đi vào, đi ngang qua mấy ngàn con người, 25.000 bông hoa xanh trắng đỏ tím vàng, với 2.000 người ngoại đạo, với 1.000 bà mẹ có thai với cặp vợ chồng hiếm muộn cùng các em mồ côi, và hơn 100 bạn xì ke ma túy cùng anh em thiện nguyện. Tìm mãi trong đó bỗng có một con người đi ra mặt buồn thiu hỏi: anh đi đâu đó? Dạ thưa, con muốn vào thiên đàng mà không được vào. Nói sao vậy? Thánh Phêrô bảo: suốt đời con không có làm được cái gì cả. Thánh Phêrô nhìn khuôn mặt, hình như anh quen quen, có phải anh tên là Chí Tài không? Dạ đúng. Phêrô, cho vào thiên đàng. Phêrô phản đối: thưa Chúa, thằng Chí Tài nó có làm gì cho đạo đâu mà Chúa cho nó vào thiên đàng. Không sao đâu con à, đã có lần ta buồn, ta mở Chí Tài lên, nó hát, nó làm hề, ta vui, ta cười, cho nó vào thiên đàng. Gió cuốn
cơn đau ngày sau. Lặng để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh. Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh. Nhìn, nhìn lên thanh giá, Chúa đang giang tay lặng im. Từ, từ trên thanh giá, Chúa có nghe con nài vang. Vì, vì sao Chúa hỡi cứ như, như vô tình không nghe. Lòng con sắt xe ôm nỗi giàu điên ngày ơi. Vì sao Chúa hỡi Ngài đành mặc bỏ con vậy sao. Đời con lao đao bao nhiêu đau thương sầu tim vỡ. Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh. Nhận bao hy sinh như Chúa trên thập mình. Tâm hồn ta lặng để nghe Chúa nói, thánh giá ta mang vì ai. Lặng để nghe tiếng Chúa khóc khi ta vô tình quay đi. Đời bao vẫn nghi ơn Chúa trên bao ngày qua. Lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta. Lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau. Lặng để ta thấy Chúa xét chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên con có hay đâu ngày ơi. Vì sao Chúa hỡi Ngài đành mặc bỏ con vậy sao. Đời con lao đao bao nhiêu đau thương sầu tan vỡ. Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh. Gần bao hy sinh thương đau như Chúa trên thập hình. Vì sao Chúa hỡi Ngài đành mặc bỏ con vậy sao. Đời con lao đao bao nhiêu đau thương sầu tìm vỡ. Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh. Nhận bao hy sinh thương đau như Chúa trên thập mình. Nhận bao hy sinh thương đau như Chúa trên thập. Thưa anh chị em,
Chúng ta biết Chí Tài là ngoại đạo, nhưng có vợ là người Công giáo và rất ngoan đạo. Và anh ta cũng rất ngoan đạo khi đưa vợ đi và hát thánh ca trong các nhà thờ. Hôm nay anh là đại diện cho những người ngoại đạo lên hát thánh ca. Và anh biết đây là những bông hoa màu vàng của những người ngoại đạo. Xin cho lên, có đồng minh rồi. Và còn nhiều những người ngoại đạo khác mà không có được hoa màu vàng, xin được gửi tặng anh bông này là hoa thật, chứ không phải là những bông hoa của anh em khác. Và đây là lần thứ ba đã gặp anh chính thức tại đây. Lần thứ nhất anh lên cùng với tôi, chúng ta chia sẻ với nhau chỉ là cuộc giao duyên và anh xin cầu nguyện. Lần thứ hai là anh dẫn một người khác đến xin cầu nguyện. Người ấy không ai xa lạ, chính là giám đốc điều hành của trung tâm ban nhạc Thúy Nga Paris by Night. Yeah. Và người ấy là người có đạo, nhờ người không đạo dẫn đến với tôi là có đạo để cầu cho người có đạo bởi một người không đạo. Và hôm nay người không đạo đến hát nhạc đạo ở giữa người có đạo. Một tràng pháo tay thật to để cảm ơn Chúa đã đưa người anh em của chúng ta đến đây. Xin cảm ơn Cha Long và xin kính chúc quý vị có một buổi xem lễ thật là chân tình. Cảm ơn quý vị.